Đó giờ hai con dằn lùng đi chơi mà mẹ kêu dậy luôn nghe. Ướt luôn hả? Mắc mưa à? Không, nó mưa chập chập đó, xong á. Cái nó nhà bạn nó chơi không chết luôn. Trời ơi. Nó chuột nhanh lắm. Xe chạy đi vô đây nè. Ướt lộn hết trơn luôn. Xuống thì chưa hả? Nước quý. Nước quý không có chặt. Không có trả tiền. 4 ngày rồi đó. Rồi sao nãy đi chơi có trả tiền ta không? Không. Xuống hả? Hai đồ mà, hai đồ đâu tính tiền. Hai hai ai đồ đi chơi mà mẹ phải đi tìm luôn nè. Ừ. Nãy chơi được những gì mà kể chú nghe coi. Chơi nhà nhà nhúng à. À, chơi nhà nhúng. Nhà nhúng nha. Nó quá. Ôi bữa nay nhà cửa sáng được con coi xe kìa. Ôi em lắm nè, em nổi tiếng. Đó, cho nổi tiếng luôn. Ôi giời dữ ta ơi, nhà cửa hôm nay sáng được luôn. Nhà anh Tiên không phải như là bình thường đâu nghe, hôm nay là nhà sáng rực rồi. Ừ, hai đứa đang chơi nhà hơi vậy. Ừ, đi chơi. Em đang nói chuyện kìa. Ừ. Đang nói chuyện qua cười luôn rồi. Em đang nói chuyện ha. Đi chơi không? Đi chơi không? Không nghe luôn. Ừ. Chơi gì đi, mình nên nắm cho em đi. Trời ơi, hai đồ đi con. Hai đồ. Hai đồ đi, khoai ướt. Chơi dữ không? Chơi nãy giờ mấy vòng rồi. Rồi, lấy trung thu ra. Lấy đèn trung thu ra. Lấy đèn trung thu ra, chơi trung thu. Ờ, cho anh Tiên mình đi chơi trung thu nha mọi người. Anh Tiên nói là lấy mình dẫn con đi chơi trung thu. Thở theo không, anh Tiên á là mà bây giờ là đang chơi với con nè. Nãy giờ nói chuyện luôn mà, nói chuyện luôn mà. Sướng rồi, cười kìa. Cười luôn mọi người. Đang là ca sĩ không ba. Ca sĩ không ba hả? Nghe gì phải cười kìa. Nó nói ba có ca gì đâu mà ca sĩ kìa. Đang là ca sĩ không ba đây. Cười kìa trời. Cười cười. Nó cười nha. Cười nha. Nó cười gã thôi. Nó hiểu quá. Nó gã thôi con. Từ đâu? Thành ca sĩ. Mới lớn rồi. Nó nhiều chuyện luôn á. Nó nói lên. Nó nói lên. Nó chạy cười kìa. Đó. Ca sĩ đây. Ca sĩ. Người ca sĩ Tư Nhi. Tên thường cái đó là tên thường, tên là làm ca sĩ phải tên khác, tên thường sao? Singer Nhi. Singer Nhi. Rồi giữ nữa cái cội kìa. Còn ba là cái gì? Bích Tiên Kiều. Bích Tiên Kiều. Đó thấy không? Có chuyện kìa. Hôm nay ai dính đi? Hả? Ai vậy? Hả? Bích Lai hả? Trời ơi chú sợ sao nói. Đi đâu vậy? Nói đi. Sợ nói đi. Nói đi. Mấy người sợ nhà chơi rồi, sợ đi về. Đó, nhà anh Tiên nha. Hay à? Đêm mà đèn sáng rực hết trơn nghe. Đó. Ông nội hả? Ông nội về hả? Được rồi. Trung thu ông nội về nha. Nãy con mới xin phép ông nội đậu xe bên kia đó nha. Ông nội là năm nào trung thu cũng vậy chứ hả? Có ông nội đâu? Nè. Ê rồi, đó. Đây nè, thì hả? Vậy hả? Trời ơi, nghe anh Tiên kể mà gùng gỡn với ta. Năm nào cũng vậy hả anh? Năm nào cũng vậy hả? À. Ơi, nghe anh Tiên kể là năm nào cũng vậy hả? Có cúng gì chưa? Anh ra mời ông nội đi. Cũng rồi ha. Vậy là ông nội về là chung thu nha. Thiệt không anh Tiên, cái này thiệt không? Ông nội về thăm cháu đó. Về thôi mọi người. Ông mừng á. Ông mừng ha. Năm nào cũng về cho nghe. Phải chào của ông nội. Ông tình của ông nội. Ừ. Anh Tiên cầm lơm luôn kìa. Cầm lơm rồi. Anh ẩm lên nó cười không Tiên? Ừ. Không biết ẩm đâu. Thôi. Cha không biết ẩm đâu. Cha nói là lớn lên làm ca sĩ giống cha cái nó cười kìa đó, nó cười kìa. Nên là ca sĩ đi. Ừ. Dạ hiểu cho nó ta. Ừ. Nó cười kìa. Ca sĩ đi dễ. Ừ. Nó ở kìa. Ca sĩ dễ, vô tiền nhào nào đó. Tiền vô như nước. Tiền vô như nước. Chị Quyền ra đó nói chuyện với ai chị Quyền? Hả? Rồi, Quyền ra làm sợ nha. Bánh qua đây tao. Chị nói cái gì vậy trời? Ra đi cúng bánh đi, ông nội về ăn bánh nè, ông nội ơi. Ông nội về giúp cho con cháu đồ làm ăn phát tài nha. Em ơi mở nè. Mọi người thắc mắc ông nội nè, ông nội này nghe, ông nội về nè. Em tên nó nội là Tiên nói là ông nội năm nào trung thu cũng về trên nhà ông nội đây nè. Nhưng mà năm nay ông nội về thấy ông nội thấy là sáng trưng luôn rồi á. Mỗi năm là ông nội về tối thui à. Tối thui không có gì đồ đạc trong nhà. Rồi này năm nay thấy năm nay chứ ông nội mừng lắm anh Tiên. Mừng lắm. Mừng quá mừng này đó. Nó cũng có chân rồi đó, ổn định rồi nè. Ông nội còn sống rồi.
cục vàng của ông nội rồi. À, ông nội thì mình được thay trong cốc rồi đó. Ông nội đi lâu chưa anh Tiên? À, 8 năm rồi. 8 năm nha. Ông chết rồi, chỗ ông không rước á, ông đi bơi về vẫn buồn á. Chết rồi, xong á. Hồi nhỏ thứ ba nó còn 2 tháng. Nhỏ thứ ba 8 tuổi. Thì mới quá không ấy nè. 8 năm đó, 8 năm. Sợ em ông ngọn cao rồi kiểu như vậy tuổi con nha ha. Mẹ giống vậy em nói ông nội còn sống năm nay là đâu trung thu đâu rồi lên đồ coi trung thu cắt đèn rồi đó giờ ha ngoài đường nè ngoài đường mấy con đi chơi trung thu nha đâu anh Tiên chưa nội lại nhận cháu ra lại bay đây nè ba ơi gì đó thì ba về ba lại ba thăm cháu nói đi anh Tiên này dạ được là ông nội của Nhi là về thăm nha mọi người ông nội của Nhi về thăm ngày trung thu nha ngủ đi đi cười nha ngủ đi ngủ luôn rồi hay trời ngủ à có biết biết gì đây nha luôn cái con ngủ liền nha ngủ luôn đi đi học á rồi cháu ngủ thì mình chơi đi anh ngồi chơi ngủ đi ngủ rồi ngủ con kêu ngủ là ngủ rớt liền luôn ta lên lên là ca sĩ chốt ba thôi này nó thích con nhất bài ha con nói bá thương con gì lắm anh nói cái đó nó thích luôn á đi rồi đi ra đây đi ca sĩ là nó thích á ca sĩ chốt ba ba ông hát chơi chưa cài nhà ba là ca sĩ qua ban đêm ở nhà anh Tiên rồi bây giờ sáng gực luôn nha sáng nhất cái đã ba đây là nhất luôn á ông gài đẹp em mới chiêm ngưỡng được buổi tối sáng gì nha mọi người chút nữa chút này thì hai cô công chúa lớn này đang chuẩn bị đồ đi chơi trung thu nha anh có đi chơi trung thu không anh Tiên ngủ mọi người sao anh không mua cái lồng đèn nữa đi ông nội lại thôi ông nội lại nè nội kìa chú con nội nha ông về thắc mắc nội chứ lại quay nha ngoài thành ba ngày gần đây rồi cái nguyên gốc đèn trung thu đi chuyện tâm linh là không thể đùa đâu nha nãy vô ra chút cửa mà nói gì nữa kìa và anh biết nãy chị nói gì chứ chút cửa à không ai trước nữa mà nói mình chứ thôi mình thả lúc đầu ra nói gì bà ra bà nói cái gì ngoài này nè nói gì sao thì ông nội vừa về thì bà em nói ai biết đâu em có nghe đâu thôi bà ra ở chứ có cái ghế nữa ừ, biết ai ngồi ghế trước á đây cho con ngủ rồi con ngủ rồi thầy chuyện ha ừ ra đây đi nghe đi cho nó để nó thích đó không mình nãy trước có cái ghế không mà có ai ngồi đâu mà mới bà nói chuyện với ai á bà ngồi đây nè bà nói nè bà đứng đây bà nói với ai đây nè nghe nói nghe nghe nãy nói gì vậy chị ông nội á trời ơi hả trời ơi ông nội lại không cháu trời ơi chị gặp hay sao vậy thấy ha chăn mùng cho nó đi thầy ơi là thấy ông nội về thăm cháu hả rồi có hỏi chị gì không không nội nay gầm năm nào cũng về thăm cháu chân á gầm bữa nay gầm gầm là gì hả chị gầm là tháng nào vậy chân hay sao trung thu đó về nửa năm á thăm cháu nãy về rồi cũng đi luôn á đủ đi luôn á rồi ông nội có chúc mừng chị có được cái mơ ước thành thành hiện thực không đúng. Ông nói sao đọc chia sẻ ra học đi đi ngồi ngồi tiên mấy ông thì quay giúp đỡ con ừ, từ trước về dạ trời ơi là nói vậy luôn cái này là chuyện tâm linh nha cả nhà không có đồ được đâu quyền là thấy không ông già chồng gì nha em anh sợ sợ đi đi qua anh sợ chợ bắt gục anh mà sợ bắt gục sợ sợ gì không tụi cười tụi gì vậy tụi gì tới nè ngoài mà còn mấy nè được rồi tụi gì nữa rồi tới luôn rồi chiếc trò gì nữa chị trò gì nữa đây bấm rồi bấm mạch luôn rồi trời ơi coi cái chén mình tỉnh không tỉnh không coi còn ấm không hả tỉnh không ừ rồi hát rồi đưa ra số mấy như vậy kìa ơi trung thu luôn kìa trời ơi quá đẹp quá rồi trung thu nè vô nè trung thu nhà anh Tiên nha hôm nay là nhà anh Tiên tổ chức trung thu nha hôm nay nhà anh Tiên tổ chức trung thu nha
quá vui rồi. Có cần dắt đèn này cho sáng không? Chút mình dắt đèn đi vòng vòng đó. Vòng nhà đó. Vòng nhà đây. Đi vòng nhà vòng vòng nhà thôi. Trời trời mưa rồi. Ồ hai con quá đẹp nghe. Thắt bính rồi lên. Nhà con chúa này ai tặng đây? Cô Mai. Trời ơi, nhớ cô Mai nha. Không à. Rồi cho bánh bao cho mấy con ăn luôn đi Toàn ơi. Chú Toàn á là hôm nay là không có mua bánh trung thu cho con ha, mà chú Toàn mua là cho gia đình mình 4 cái bánh bao. Đó, tại vì là trong cô Linh á là nghe nói á là con với cha mẹ thèm bánh bao ha, em gửi nha anh Tiên. Cái này là của chị Mỹ Linh bên Mỹ á. Dạ. Em cảm ơn chị Mỹ. Hôm nay là chị Mỹ Linh cho rất nhiều luôn nha. Rồi, bữa nay là chị Mỹ Linh là gửi cho anh rất là nhiều quà luôn á nha. Em chúc chị sức khỏe. Ăn bánh bao trước đi, lát ăn bánh trung thu sao? Bánh trung thu còn hai cái đó, lát ăn luôn. Mà ăn phát tài. Rồi, mở nhạc cái. Rồi, mở nhạc ơi. Cái này mở nhạc bánh bao nha. Mở nhạc bánh bao luôn, ăn luôn mới có sức. Nhà của anh Tiên Trần Lùng hôm nay là quyết định là ăn bánh bao. Trung thu lớn nha. Trung thu lớn. Con ca coi. Đốt cái gì vô trung thu lúc còn gì đó. Đi chơi. Đi chơi gì đây ca đi. Rồi, hết pin luôn cái gì rồi. Con không ca là ba con ca đó. Cao hỏi với cao cũng chơi 3k. 3k. Không con ca chứ bà đó bà xuống nhiêu của con mà. Bữa nay ngày 9 nè đâu có hát tặng ông bà coi. Có ai thuộc không? Rồi cuộc lên đi rồi chuẩn bị ra trước đi vòng vòng chơi trung thu nè. Thiệt thôi. Mở sáng rồi chúc hoan. Chúc hoan đi, bây giờ đi vòng trung thu nè. Là chính đi. Thiệt thôi. Chưa đi. Còn gì nữa vậy? Nói chụp gì đi. nhỏ vậy? Ông thôi vô chồng bài ba. Bây giờ lấy hai cái ra cúng cái cúng bài đây. Bây giờ đây. Ông nội đi. Đúng rồi, lấy bánh bao cúng đi, cúng vô đây ăn sao? Cúng cho bằng thờ đi. Chút mới ăn mà. Cúng xong mẹ. Cúng mẹ. Hoặc là cúng hết 4 cái cũng được. Cúng hết luôn cũng được nữa. Ông bà cô chú nào về ăn thì ăn. Nha. Cúng làm nhiều 4 cái thôi, cũng khoảng 15 phút được ạ. Ừ. Đó ông về mình phải cúng. Với chủ quyền nói. Có thấy không? Tâm linh thì mình làm. Không hả? Rồi, đó, cũng ba cái đi, vô ăn nha. Chị Quyền thấy chị Quyền cúng. Lấy 4 cái luôn đi. Cúng thì tối nay về ông thăm anh Tiên nữa. Ừ. Rồi. Ủa như chị Quyền mặc đồ bầu nữa gì lên đâu ơi. Tới nữa đó. Tới nữa. Tới rồi. Mặc đồ bầu thôi chị Quyền. Ủa đó đồ bầu với gì nữa? Đồ bầu nữa. Phải không? Có nữa gì rồi, có cái gì rồi. Lấy cái gì á chị? Thấy cái bụng u u rồi đó nghe. Có một tí nữa rồi. Con thác bài múa tặng bài đi. Rồi hai đứa con múa đây nè. Ừ, nay là ngày của hai con mà. Ừ, ngày của hai con đó. Ừ. Rồi cho hỏi á. Cho hỏi hát bài gì đi. Ừ. Kìa kìa. Bé ba là chuyên gia là bàn đó. Đó bàn đó. Bàn rồi nó nhỏ là bé ba nghe. Rồi nè, xây ra nè, hai chị em nè. Rồi, 2, 3 vô. Tết Trung Thu đèn đi chơi. Em đốt đèn đi khắp phố phường. Lòng vương dưng với đèn trong tay. Em cái đồng anh chẳng gặp. Dạ, dạ, mình tùng vinh vinh các tùng vinh vinh. Dạ, 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 tắt đèn trong nhà thứ hai rồi bật đèn lên thứ đẹp không? Đang để cho chị Quyền cúng cái đi. Cúng cái đi ha. Tết Trung Thu em rất đèn nha. Tết Trung Thu. Rồi chị Quyền cúng. Kêu nội về chứ không phải kêu Phật về đâu nha. Kêu ba chồng. Cái đó đâu có đốt ngay nhang cho nó được. Phật đâu có ăn cái đó. Cái gì vậy? Con nhìn thấy vậy. Gì nó vậy trời. Nó nhỏ nữa ha, nó nhỏ nữa ha. Nó gọi nó về. Nó ngồi đang ngồi cũng vậy. Ê, trời, hết hồn. Làm giật mình. Con đừng làm cho chú bỏ chạy nha con. Làm mà đang gung gung rồi đó. Rồi chị Quyền tắt đèn cho mấy đứa nó chơi nè. Chơi trong nhà trước một cái đi rồi thôi mình đi ra trước. Không tắt đèn đi. Đấy gì vòng vòng nhà cái coi. Rồi tắt hai đèn. Tắt hai đèn hết rồi. Rồi. Rồi bắt đèn nè. Ồ. Quá đẹp. Đó. Rồi.
đi, múa đi. Múa đi, đèn đó, đó. Quá đẹp rồi, quý chị ơi. Hết pin rồi, chơi trước quá trời hết pin rồi. Đây là mấy cháu đang chơi trung thu trong nhà nha, nên là mấy anh em không có bỏ đèn nha, quý chị. Trung thu là cho đẹp đó. Trung thu hôm nay là sáng hết rồi đó. Trời ơi, đẹp luôn. Cái này là cái thực tế ngày xưa luôn nè, nghe là vậy nè nghe. Hồi xưa là không có điện ngày gì xưa có đèn cầy đó. Đó. Cá đi con, vừa cá luôn. Con cầm cao cao chứ, xích lên chút xíu thấy mặt luôn. Ừ. Có ông nội đang chơi tiếp kìa. Trời ơi. Trời ơi. Con nội đang chơi luôn kìa con. Trời ơi. Đó. Đúng rồi. Cô Hào ổng ở đây đứng không? Dạ. Quá vui rồi. Nhìn các con vui đùa vậy rất là hạnh phúc luôn cô chú chị ơi. Rồi có đi rước đèn gì không? Đi vòng vòng gì không? Rồi các con mới được ta chơi cái bữa trung thu vậy. Rồi tới đèn rồi đó. Rồi bé ba nhảy lên, nhảy dữ dữ lên. Quá vui rồi. Ồ lắc lắc luôn kìa. Ồ quá trời lắc rồi. Đó. Đó quá đẹp rồi cô chú chị ơi. Anh lụng vô lên lụng. Thử cha mà. Thử mấy cha con rồi nhảy vô chơi. Chị nhảy đấy, chơi gia đình mà. Thì đâu đứng thôi thôi đó. Gia đình vui vẻ. Nếu có không ngồi đứng. Nó vui, nó sáng rồi nè con. Lâu lắm rồi mới được cưới ngày hôm nay hết tiên. Chơi chung với con nhà bánh luôn. Vô đây vô nhà luôn đi. Không nói thì ngồi. Tình cắt thì trời. Hả? Nói gì tình cắt thì trời. Vui chưa? Thì ra trước cho nè. Giờ mình đi lên trước ha. Rồi ra lại nè. Đó. 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 Dắt con đâu, dắt bé nguyên viên đâu. Đúng rồi. Bật đèn lên con, bật lên. Rồi viên bật đèn lên. Cái viên gần xăng hả? Rất là vui nha. Rồi bắt đầu cá hết chưa mấy chú nè. Còn cá hết. Rồi, múa gì đó. Rồi múa gì đó mà gửi tặng cho cô chú nè. Ngày mai là mình sẽ được đồn khắp trường. Mai là được idol, được chơi trung thu. Hai lòng đèn mới. Quá vui rồi. Mai là tôi thấy bạn sao vậy? Tùy địa phương. Tùy địa phương. Đâu có tổ chức ha. Nhìn rất là đẹp của chương trình. Con vui à, tụi con hay vui không? Tôi nhìn mấy con rất hạnh phúc luôn chương trình ơi. Mình rất hạnh phúc rồi quý anh chị. Hạnh phúc luôn. Có hai chị em mà để làm cái hạnh phúc này. Cái 3 năm nữa là có em mốt nữa là ba đứa hình bố chạy đi tăng luôn. 2 năm nữa là em mốt chơi được rồi là sao rồi. Chung hoàn cảnh gia đình khó khăn năm nay mới đón được cái mùa trung thu rất là vui vẻ. Dạ lắc nghe hả? Chơi lắc nghe nha. Đâu quen dặn hả con? Quá vui rồi, hạnh phúc quá rồi, cô chú anh chị ơi. Chị rước lồng đèn nha. Rước lồng đèn đó. Chị Hạnh ơi, chị xuống đây chơi. Đó. Quá ha. Vui không mấy đứa? Vui. Có bạn gì hả? Chơi lồng đèn không? Giữ ra chơi luôn. Có ngày ngoài này con vui nhóm nè. Vui nhóm đi đằng kia ai, đi lại đằng kia ai. Nhìn các con rất là vui chú anh chị. Quá hạnh phúc rồi. Trời đang mưa ống luôn chú anh chị. Hồi đáy chơi nhiều chứ không được. Có người chơi nha. Có người chơi nha. Có chưa lạnh á. Nó thấy chưa, ở xóm này đâu phải ai cũng có lòng đèn chơi đâu. Có hồi nãy em thấy mình nóng luôn. Có luôn nha. Mời mấy chú vô lại. Đó, chẳng hạn như đây là nó đâu. Không có. Không có đó thấy chưa. Con chơi xong rồi cho con qua đi. Em cháu luôn á chú em. Cháu. Ở đó hả? Ừ. Cháu không? Không biết đó. Sao không biết đó? Cháu như chơi. Cách gì quá.